Anh điểu này, anh cứ học được khoảng 50 phút xong anh ấy xin ra ngoài, anh xin ra ngoài xong không bao giờ anh quay trở lại. Anh này chắc cấm thi thôi, chứ cứ học hành này không được. Buổi nào cũng như buổi nào. Buổi thì xin vào muộn nhưng cũng không bao giờ vào muộn. Còn bình thường là cứ học tầm độ khoảng 5-10 phút rồi em xin ra ngoài 2 phút, xong 2 phút của anh ấy là kéo dài mãi mãi. Hết là hết cả buổi học cũng không bao giờ thấy quay trở lại. Thế thì học hành kiểu gì? Đánh vắng anh ấy sao? Hôm nào cũng như hôm nào luôn. Bài 7 này cần chữa bài nào nào? Ba bài đầu là về phân phối nhị thức đúng không? Các bạn cứ lắp đúng công thức vào. Ở đây có những bài đúng là bấm máy nó hơi lâu một chút thôi, chứ còn cũng không phải là khó đến mức độ không làm được. Ví dụ vào mỗi một bài của phân phối nhị thức các bạn cần xác định được n bằng bao nhiêu, p bằng bao nhiêu và cái câu hỏi đấy của mình tương đương với cái gì, đúng chưa? Là mình sẽ làm được. Ví dụ như đây này, tại một thành phố này, 75% vụ trộm cắp là do ma túy. Hãy tìm xác suất để trong 5 vụ gần đây có đúng 2 vụ là do ma túy. Có nhiều nhất 3 vụ là do ma túy. Vậy thì mình cứ gọi ra thôi đúng không? Sau đó mình nhận xét cái này đúng là phân phối nhị thức rồi, nó chỉ có là một là do ma túy, hai là không do ma túy tức là do các lý do khác. Được chưa? Đấy thì các bạn chỉ cần xác định được mỗi một bài nha. Các bạn xác định được cho cô xem là n là bao nhiêu này. Đúng không? P là bao nhiêu này? Q bằng bao nhiêu này? Khi xác định được những cái đấy rồi thì bắt đầu các bạn mới đi lắp nó vào đề bài xem là câu A của mình người ta hỏi cái gì, câu B người ta hỏi cái gì, đúng không? Câu C người ta hỏi cái gì. Thế là mọi thứ nó rất là rõ ràng mạch lạc chứ còn không có vấn đề gì cả. Bài 2 này là thấy nhiều bạn làm sai này. Đấy. Bài 2 nhiều bạn làm sai đây là do đây nhá, tìm xác suất để này, trong 10 bệnh nhân mắc ung thư đúng không? Thì có dưới một nửa có nghĩa là gì? Dưới một nửa có nghĩa là gì? Từ mấy đến mấy? Chỗ này các bạn, P từ mấy đến mấy? P của gì đây? Không đúng không? Nhỏ hơn x, nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 5. Thì khi anh cộng lại, anh chỉ cộng từ nhỏ hơn hoặc bằng 0 này. Anh chỉ cộng từ 0 cho đến gì thôi? Không cho đến 4 thôi. Có khi do em làm sai cho nên một loạt các bài khác làm sai theo chẳng hạn. Đúng chưa? Thấy các bạn ở đây đều tính đến 5 cho nên nó dẫn đến sai. Chỗ này cũng thế này, dưới một nửa có nghĩa là anh chỉ tính đến 9 thôi. Nhỏ hơn 10 thì chỉ là 9 thôi chứ. Rõ ràng anh viết là x nhỏ hơn 5 nhưng đến lúc cái sigma thì anh vẫn chạy x từ 0 cho đến tận 5 thì là rõ ràng là sai rồi còn gì nữa, cho nên bài 2 này lớp này là có bạn sai nhá. Đấy, bài 3 này cũng thế, tức là các bạn chỉ cần xác định được mỗi một bài là n bằng gì này, p bằng gì này, q bằng gì này, đề bài ở đấy hỏi cái gì này, đúng không? Thì là sẽ làm được chứ gì nữa. Bài này cũng thấy rõ ràng ngay là p là 0,25 đây rồi. À hai 0,25 rồi, n đây là 15 rồi, đúng chưa? Đây có từ 3 đến 6 này, xong lại có ít hơn 4 này, có nhiều hơn 5 này. Thế là tính cái gì chả xong. Được chưa? Anh tính thế, việc gì anh phải tính đến 5 xong lại phải đi trừ đi thì anh thay thế anh tính đến 4 có phải hơn không? Từ bài 4 trở đi là phân phối chuẩn. Đấy, nó chỉ có hai loại bài tập đấy thôi. Ở đây tôi cũng phần phân phối chuẩn trong sách giáo khoa rất nhiều bài tập. Tôi cũng chỉ lấy một vài bài. Thứ nhất là để cho các bạn tra này. Bài thứ nhất là tra luôn này, đúng không? Bài thứ hai là phải đổi biến đặt biến này. Đã lấy đủ các dạng đây lớn hơn này.
nhỏ hơn, lớn hơn này, kẹp giữa này, đúng không? Đấy, lấy tra thuận, tra ngược này, đấy, lấy đủ các dạng để cho các bạn làm. Thế còn đây là một bài toán thực tế để các bạn lắp vào này. Bài, được rồi, bài 4D đúng không? Bài 4D thì quá là dễ chứ chẳng qua là bạn. Bài 4D có hai cách để làm nhá. Bài D này. Bài D này có hai cách để làm. Cách thứ nhất là bạn nhận xét được là gì? Cái khoảng từ trừ Z cho đến Z ấy là nó do tính đối xứng cho nên là nó sẽ bằng nhau, vậy tôi tính một nửa. Đúng không? Đấy là cách thứ nhất nhá. Cách thứ nhất là bạn làm như thế. Đây tôi vẽ cái hình ra để cho các bạn nhìn này. Cái đây. Đúng không? Cái đường cong của mình đây. Áng chừng thôi, cần gì phải chuẩn đâu. Đúng không? Đây là Z này. Đây là trừ trừ Z này. Đúng không? Hai anh này sẽ đối xứng với nhau qua không này. Phân phối tiêu chuẩn thì có hết rồi còn gì nữa. Đây sẽ là không này. Mu bằng 0, sigma bằng 1 còn gì nữa. Cho nên nó sẽ đối xứng với nhau qua không còn gì nữa. Đúng không? Mình học rồi. Cái đường tiêu chuẩn của mình là đối xứng với nhau qua mu mà lại. Vậy thì ở đây tôi sẽ chỉ tính một nửa này thôi. Tôi vì gì tôi phải tính cả làm gì? Đúng không? Cái anh này tôi sẽ tính từ 0 cho đến gì thôi? Cho đến Z thôi. Thế còn đâu cái phần trừ Z này tôi không tính nữa. Được không? Hai cái phần này là bằng nhau. Vậy ở đây của mình sẽ viết là gì? P này. Chỗ này. Nhận xét rõ vào đây là do tính đối xứng. Do tính đối xứng. Đúng chưa? Ta có này. P của cái trừ trừ Z này, đúng không? Nhỏ hơn Z này. Nhỏ hơn Z này. Đấy, thì bây giờ sẽ bằng là hai lần này. Hai lần P này của 0 này. Nhỏ hơn Z này. Nhỏ hơn gì đây? Z này. Đấy. Đấy, tức là cái diện tích phần nằm dưới này nó sẽ gấp đôi lên đúng không? Cái không này là tôi tra được ngay rồi. Cái này là bằng, đề bài cho là 0,95. Đúng chưa? Vậy thì cái anh mà P của 0 này nhỏ hơn Z này. Nhỏ hơn Z này. Chúng ta trông cho nó đỡ đỡ tức mắt. Sẽ bằng bao nhiêu các bạn? 0,95 nhân đôi là bao nhiêu? À, chia 2 chứ nhỉ, quên lại bảo nhân đôi. Ừ, 0,475 đúng rồi, 0,475 đúng chưa? Nào bây giờ cái áp dụng tính chất vào đây. P của 0 nhỏ hơn Z nhỏ hơn thì cái này nó lại bằng gì? Cái này nó lại bằng gì? Tương đương này. P này của Z này, Z lớn nha, đúng không? Nhỏ hơn Z nhỏ này. Trừ cho P của Z lớn này nhỏ hơn 0 này, đúng không? Bằng 0,475 này. Đúng không? Đấy. Sau đó rút cái P của cái ấy ra. Ra P của Z lớn nhỏ hơn Z nhỏ, đúng không? Sẽ bằng P của 0 là tính được mà, P tại Z tại 0 là mình như 0,5 đúng không? Trung bình ở giữa là bằng 0,5 còn gì nữa. Vậy là bằng 0,9 gì đấy, 75. Tra bảng ra, đúng không? Đến đây thì tra bảng. Suy ra Z sẽ bằng 1,9 gì? 96. Đúng chưa? Đấy là cách làm nhanh nhất nhá. Còn một cách khác nữa. Một cách khác nữa anh cũng có thể làm được, anh có rất nhiều cách để làm nhưng mà đều kiểu gì thì kiểu nhá, anh cũng vẫn dùng tính đối xứng hết, tất tần tật đều dùng tính đối xứng hết. Đúng chưa? Do tính đối xứng mình phải sử dụng cái đó vào chứ.
Đây nha, nếu không thì đây anh sẽ kể cái này ra, đúng không? Bây giờ anh đặt cái phần này là alpha đi, tức là đặt đặt cái phần gạch chéo của anh này này là alpha đi. Toàn bộ cái này là 0,9, 0,95 đúng không? Anh nhớ là gì, do tính đối xứng cho nên hai cái hai bên này là như nhau. Vậy nếu ở đây anh đặt là 0,95 này là alpha, tức là đặt cái này là alpha hay là A đi, thì cái phần trắng này của mình sẽ là bao nhiêu đấy? Hai cái phần trắng này sẽ là bao nhiêu? Đúng rồi, 1 trừ A, đúng không? Nhưng mà mình chỉ cần tính một nửa thôi, tức là đây ví dụ mình chỉ cần tính cái khoảng này thôi chẳng hạn, đúng không? Thì nó sẽ là bao nhiêu? Không, cái này không quan trọng dấu bằng, cái này của mình nó là phân phối chuẩn, là liên tục mà, phân phối liên trộn liên tục thì dấu bằng hay không có dấu bằng có quan trọng gì đâu em. Cái này nhắc nhắc từ hôm học lý thuyết rồi còn gì. Rời rạc nhé, rời rạc, ví dụ như cái phân phối nhị thức ở bên trên ấy, thì rất quan trọng dấu bằng, đúng không? Bởi vì các bạn thấy là chỗ này chỉ cần thêm cái dấu x bằng 5 vào là nó thêm một giá trị xác suất rồi. Đấy. Chỗ này chỉ cần sai dấu bằng, ví dụ có ít hơn 4 xe mà anh lấy dấu ở đây là bằng 4 một cái là anh sai ngay rồi, kết quả nó khác ngay. Nhưng với anh liên tục thì nhắc lại là gì, cái xác suất tại một điểm nhé, nó lại là bằng 0, đúng không? Cận tích phân từ A đến A bao giờ chẳng bằng 0. Cho nên dấu bằng hay không có dấu bằng không ảnh hưởng gì đâu nhá. Được chưa? Nào bây giờ nhắc lại cái này nào. Cái này mà là A này, đúng không? Thì toàn bộ cái phần trắng sẽ là 1 trừ A này. Cho nên cái phần trắng mỗi bên nó là đều hai bên mà. Cho nên mỗi bên sẽ là A trên mấy đây? A trên gì? A trên 2. Đúng không? Mỗi một bên sẽ là đều là A trên 2, hay nói khác chính là 0, bao nhiêu? Đấy, A trên 2 để biết thành 2 trên A rồi kìa. A trên 2 này. Đúng không? Thì mỗi một cái là mình sẽ đều tính được. Ví dụ anh này là 0,95. Vậy mỗi bên này sẽ là 0,25 đúng chưa? Thì hoàn toàn là mình sẽ tính được cái phần khoảng này của mình, tức là cái khoảng từ Z trở đi này này, P của Z nhỏ hơn Z này, là anh này sẽ là 0,95 cộng với 0,25 là cũng ra 0,975, đúng không? Nhưng mà trước đây thì tôi hay giải thích thế này, bởi vì sau này sang đến những bài ước lượng là mình đều đi tính cái A là bằng, ở đây mỗi một bên này sẽ đều là A trên 2, dẫn đến là cái P của Z nhỏ hơn Z sẽ thành là đây là A trên 2 rồi, thì phần còn lại sẽ là 1 trừ A trên 2. Thì tôi đều giải thích như thế để sang ước lượng kiểm định mình sẽ thấy quen. Nhưng mà tôi thấy là giải thích bằng cái đối xứng này nhiều bạn thấy nó dễ chịu hơn này. Cái này em thấy dễ hơn này. Thì đấy, bây giờ tôi lại dùng cái đối xứng, đúng không? Còn nếu không thì sang đến kiểm định hay là ước lượng là các bạn sẽ thấy người ta sẽ gọi cái phần gạch chéo này là A này. Do tính đối xứng thì mỗi anh này là A trên 2 này. Vậy rõ ràng là từ hình vẽ mình nhìn thấy luôn được là P của Z, đúng không? Nhỏ hơn Z. Đấy, sẽ chính là bằng 1 trừ cho A trên 2. Và mình sẽ đi tra cái giá trị 1 trừ A trên 2 trong bài. Đây sẽ chính là cái khởi nguồn cho cái việc về sau mình làm ước lượng này. Đấy. Được chưa? Bài 4D còn anh nào hỏi gì không? Nhiều anh chỉ viết mỗi kết quả ra không được nhé. Bài A viết kết quả luôn được. Bài này anh phải đi đổi lại để thành bên trái, đúng không? Bài này anh phải viết rõ ra. Các bạn mỗi viết mỗi kết quả không là không được. Câu C chính là khởi nguồn cho câu D đây này. Được chưa? Quên gì? Quên mất chuyện gì? Quên mất tính đối xứng á. Trình bày làm sao được. Bài 5 có cần chữa không? Bài 5 thì nhớ là ở đây nó là một cái hàm mà trung bình và phương sai là bình thường, tức là bất kỳ, đúng không? Đấy, trung bình và cái độ lệch chuẩn này thì bài này là các bạn phải làm gì đấy, các bạn phải đặt đổi này, đúng không? Và cái này các bước đã có rồi, ở đây nó chung một cái trung bình và chung một độ lệch chuẩn, thì bạn nào mà trình bày cái bước này, bước một là
đổi biến, đặt biến các bạn làm đầu tiên. Các bạn làm đầu tiên xong vào câu A, câu B các bạn đi làm, tôi vẫn chấp nhận nhé. Còn đâu bạn nào mà từng câu một bắt đầu mới đầu đổi biến, đặt biến, càng được cũng không sao cả, đúng chưa? Nó dài một chút nhưng mà nó thành một cái bài hoàn chỉnh thì cũng được. Bài 7.6 câu D á. Câu D là nó gộp của hai cái phân phối lại. Đây nha. Tìm xác suất để có 2 trong 3 hành trình tiếp theo. Vậy ở đây mình thấy là gì? Anh ta đi hết ít nhất 1 phần 2 giờ. Vậy ở đây sẽ có một cái xác suất là anh ta đi hết ít nhất 1 phần 2 giờ là mình đã tính ở bên trên rồi nha. Đúng không? Đây này. Cái bên trên này là mình tính rồi nha. Tức là cái này mình đã có P rồi nha. Vậy bài này chính là phân phối nhị thức. Đúng không? Đây chính là phân phối nhị thức với N của mình bằng bao nhiêu thôi? N bằng 3. Còn cái anh P của mình chính là cái P này. Chính là cái P ở câu 1 bên trên này. Đúng không? Hỏi với xác suất bằng bao nhiêu thì một lần đi mất ít nhất 1 phần 2 giờ. Vậy thì lấy cái P bên trên xuống. Đúng chưa? Đây chính là phân phối nhị thức. Phân phối nhị thức tức là bài này nó gộp lại một chút thôi. Với N đây là bằng 3. Còn P ở đây chính là bằng cái đáp án ở trong câu A. Đúng không? P ở trong câu A. Thế thôi. Ở đây người ta P có 2 trong 3 hành trình, vậy thì là bằng 2 chứ làm gì nữa. Có 2 trong 3 hành trình tức là có đúng 2 trong 3 hành trình đấy. Thì là bằng 2 chứ làm sao mà lớn hơn 2 được. Lớn hơn 2 thì ở chỗ đây nó phải là có ít nhất 2 trong 3 hành trình. Còn ở đây nó bảo là có 2 trong 3 hành trình thì lúc đấy là cái P ở đây của mình là đấy. Tôi thấy có bạn làm đúng bài này mà P bằng 2 đúng không? Theo đúng công thức thì nó sẽ bằng gì? 3 này, C2 này, đúng không? P mũ mấy? P mũ 2 nhân với Q mũ gì? Nhân với Q mũ 1 thì thôi không biết nữa nè, nhân với Q luôn nhé. Đúng chưa? P các bạn đã tính ở câu A rồi, các bạn đẩy xuống đây. Còn đâu 2C3 hình như là bằng 3 lần à? Bằng 3 đúng không? Nó ra kết quả thôi mà. Không, bằng 2 đấy. Nếu mà lớn hơn hoặc bằng 2, lớn hơn 2 thì nó phải ghi cho đây là có ít nhất hoặc là có cái gì như nào chứ. Đây nó ghi rõ là có 2 trong 3 hành trình thì chỉ là 2 thôi. Thì cái câu D này là câu gộp lại, gộp tức là nó lồng trong hai cái xác suất với nhau. Nhớ là có một năm nào ấy, trong cái đề cũng có một cái cột này mà cuối cùng không, các bạn đều không làm được. K60 thì phải. Nhớ cái năm K60 thì phải. Môn này mới có từ K59 mà. K58 là họ vẫn học hai tín chỉ. Bài 7 thì thấy các bạn đều làm được đúng không? Số người thì các bạn phải lấy là số nguyên thôi, tức là khi mình tính ra xong thì mình xấp xỉ lên, đừng có xấp xỉ xuống. Đây, chỉ số IQ này của 600 người nộp đơn xin học ở một trường đại học có phân phối xấp xỉ chuẩn với trung bình đúng không? Vậy trung bình này là mu này. Đấy, trung bình này là mu này. Độ lệch chuẩn là 12 này, đúng chưa? Đấy. Vậy mình phải đi tính xác suất đã. Nếu trường đại học yêu cầu chỉ số IQ phải đạt ít nhất là 95. Ít nhất là 95 có nghĩa là gì? Ít nhất là 95 có nghĩa là gì các bạn? P của gì? P của X như thế nào so với 95? Ừ.
lớn hơn hoặc bằng 95. Ít nhất mà. Đúng không? Nếu trường đại học yêu cầu chỉ số IQ ít nhất là phải bằng 95 thì có bao nhiêu bị loại? À, hỏi bị loại thì chỗ này lại phải là x làm sao đây? X nhỏ hơn 95 thì sẽ bị loại, đúng không? Đấy, hỏi xem. Đầu tiên là phải xem xác suất là bằng bao nhiêu. Xác suất bằng bao nhiêu thì nhân với số người thì sẽ ra số người bị loại, đúng không? Đúng rồi, người ta hỏi bị loại, đúng rồi. Đây người ta sẽ hỏi bị loại này. Thì mình phải lấy nhỏ hơn 95 là đúng rồi. Vậy thì lại giống như các bài khác đúng không? À, gọi x là gì này? Gọi x là chỉ số IQ đúng không? Gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số IQ này. X là biến ngẫu nhiên này. Chỉ này. Chỉ số IQ này. Đúng chưa? À, đổi biến này, đặt này. Đặt z bằng gì? Đúng chưa? Z này bằng này x này trừ mu, trừ mu vậy là trừ bao nhiêu đây? Trừ mu là trừ 115 đúng không? Chia cho sigma tức là chia cho 12. Đổi cận này tại x bằng 95. Đấy, tìm ra z xem là bằng bao nhiêu. Ta có z bằng bấm máy tính ra đúng chưa? Ừ, đúng rồi. Thì các bạn lấy 1,67 đi. 1,67 đi. Làm tròn lên theo đúng quy tắc. Ở đây mình chỉ cần hai số thôi. Bởi vì tra bảng thì chỉ cần hai số thôi. 1,6 cột 0,7. Đúng nhá. Vậy thì P lúc này của x này nhỏ hơn 95 này. Thì sẽ bằng này. P của z này nhỏ hơn này. 1,67 này. Âm mà, đúng không? Ừ, chỗ này là âm. Âm 1,67. Đúng chưa? Bằng. Đấy, tra bảng ra. Tra xong rồi thì xác suất bị trượt là như thế thì các bạn nhân với 600 người bởi vì xác suất của mình là bằng n nhỏ chia cho n lớn, đúng không? Ừ. Đấy, thế xong rồi tính xong rồi thì nhân với 600 người là ra số người thôi chứ có gì đâu. Tính ra là 0,0475 à? 0,0475. Đấy, kết quả của bạn ấy không biết có đúng không? Vậy này, số người bị loại sẽ là, đúng không? Đấy, 0,0475 nhân cho 600. Bằng. Sau đó các bạn nhớ làm tròn lên, đừng có làm tròn xuống. Làm tròn lên. Có bạn hỏi là tại sao nó lẻ? Nó lẻ là điều đương nhiên chứ. Làm sao mà nó chẵn cho được? Ừ, đúng rồi, 29 người bị loại. Được, cũng được. Đúng là phải là 29 đấy. Đúng là phải 29 đấy. Bài nào cần hỏi nữa không?
Thế này tôi thấy trông thế thôi nhưng bài C này rất nhiều bạn bị sai nhá. Nhiều bạn bị sai bài C này đấy. Nếu anh ta rời nhà vào lúc 8 giờ 35 và tại cơ quan anh ta cà phê được phục vụ từ 8 giờ 50 đến 9 giờ thì xác suất để anh ta không được phục vụ cà phê là bao nhiêu? Không được phục vụ cà phê khi nào? Không được phục vụ cà phê khi nào? Khi anh ta đi gì đấy? Đi muộn, đúng không? Thế còn nếu mà anh ta đi sớm ấy, thì anh ta có được phục vụ cà phê không? Ừ, các bạn. Tại sao lại có cái nhỏ hơn 15? Bây giờ người ta phục vụ cà phê 8 giờ 50 nhưng anh đến cơ quan lúc 8 giờ 40 anh có được phục vụ cà phê không? Nhưng anh vẫn đang ở cơ quan mà. Đi sớm vẫn được phục vụ bình thường chứ. Chỗ này chỉ cần đi tính cái đi muộn thôi. À, chưa đến giờ nhưng lúc đấy anh vẫn đang ở cơ quan thì anh vẫn được phục vụ cà phê chứ. Lúc đấy anh đang ở trường thì người ta phục vụ cà phê đến tận tận bàn thì anh vẫn được phục vụ chứ có vấn đề gì đâu. Đi sớm vẫn được. Nhiều bạn vẫn tính cái đi sớm xong các bạn chặn trên chặn dưới mà. Đấy, chỉ cần P lớn hơn 25 thôi. P lớn hơn 25 thôi. Các cái bài toán thực tế nó sẽ là như thế nhá. Ở đây đẩy vào cái thực tế của mình là một sinh viên đúng không? Đấy, đi học hàng ngày từ nhà tới trường. Thời gian trung bình cho mỗi lần đi là 24 phút. Đấy, thế nhưng mà hôm nào cũng ngủ dậy muộn đúng không? Còn 15 phút mới vội vàng lao từ nhà đi, tính xác suất để anh ta đến trường muộn. Thế là 100% là đến trường muộn đúng không? Con ai hỏi gì nữa không? Con ai hỏi gì về bài này nữa không? Hôm sau mình sẽ học sang cái bài toán ước lượng. Các bạn sẽ thấy là từ bây giờ trở đi thì cái phần ước lượng hay kiểm định ấy nó không khó đâu, nó dễ. Còn ai hỏi gì nữa không? Không ai hỏi gì thì ta nghỉ. Để sau đọc tiếp.
Có ai hỏi gì nữa không? Bài 8 này cô sẽ không không giao cho các bạn bài tập nha. Bài 9 thì sẽ có bài tập. Vì bài 8 này đa phần là bấm máy tính thôi. Tức là người ta cho các cái biểu mẫu xong rồi là bấm máy tính vào. Thì thôi cô không cho bài tập nữa. Cái bấm máy tính đấy thì để đến bài 9, bài 10 rồi bấm một thể. Bài 9, bài 10 thì tha hồ các mẫu, tha hồ mà bấm. Được chưa? Ai hỏi gì không? Không thì ta nghỉ nhá, để sọc tiếp. Đấy, hôm nay được thảnh thơi này, đến sang tuần sau yên tâm không phải lo lắng đến việc bài tập.